Hơn 2 năm qua là khoảng thời gian nhiều khó khăn với ngành quân y Việt Nam, nhưng chính trong thách thức mà dịch bệnh COVID-19 đặt ra, đội ngũ thầy thuốc các nhà nghiên cứu khoa học quân đội càng thêm quyết tâm chủ động, sáng tạo trong công tác phát triển chuyên môn, tích cực nghiên cứu ứng dụng nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị, trong đó có nhiều kỹ thuật đạt tầm khu vực và quốc tế. Tại các bệnh viện quân đội, trong năm qua đã có hàng triệu bệnh nhân được thăm khám và điều trị khỏi bệnh nhờ những kỹ thuật y học tiên tiến được tạo nên bởi những người thầy thuốc quân y luôn trăn trở và tâm huyết vì người bệnh. Không ngừng nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân tim mạch, Bệnh viện Quân y 103 vừa triển khai thành công kỹ thuật điều trị dung nhĩ và các rối loạn nhịp tim phức tạp bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ 3 chiều giải phẫu điện học các buồng tim. Đây là kỹ thuật hàng đầu nằm trong chiến lược phát triển kỹ thuật hiện đại của Bệnh viện Quân y 103. Đối với điều trị dung nhĩ thì trước đây các biện pháp triệt đốt kinh điển không có lập bản đồ giải phẫu điện học thì cái thời gian đốt rất là lâu và cái độ chính xác thì không cao. Từ khi phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học ra đời, cho phép kỹ thuật này cho phép chúng ta có thể đánh giá được hoạt động điện học trong buồng tim cũng như kết hợp với hình ảnh giải phẫu. Từ đó cái việc xác định vị trí cần triệt đốt nhanh hơn và đánh giá kết quả triệt đốt cũng chính xác hơn. Còn tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chỉ sau 4 năm triển khai đề án ghép mô tạng, đội ngũ y bác sĩ tại đây đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người như ghép tế bào gốc, ghép tủy, ghép giác mạc, ghép thận, ghép gan, ghép phổi, lấy ghép đa phủ tạng từ người cho chết não, ghép chi thể. Đặc biệt, bệnh viện là trung tâm ghép gan lớn nhất trong cả nước, đã làm chủ kỹ thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống để ghép gan thành công. Với cái khẩu hiệu là xây dựng bệnh viện theo tiêu chí chuyên tâm, chuyên sâu, vươn tầm quốc tế, chúng tôi xây dựng chiến lược là luôn luôn đổi mới, đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng cao về chẩn đoán, chăm sóc, phục vụ người bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm. Thực tế cho thấy chi phí thực hiện nhiều kỹ thuật y học tiên tiến tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với việc bệnh nhân ra nước ngoài điều trị. Thành tựu y học của các thầy thuốc quân y đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân được sống và viết tiếp ước mơ của cuộc đời mình.